Trong thời đại kỹ thuật số phát triển nhanh chóng như hiện nay, việc hiểu biết về xu hướng tiền mã hóa không còn là một điều xa xỉ, mà là một điều cần thiết. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, tiền mã hóa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Nó không chỉ là một phương tiện thanh toán, mà còn là một công cụ đầu tư, một cách để bảo vệ tài sản và thậm chí là một phương tiện để thực hiện các giao dịch quốc tế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tiền mã hóa đã nổi lên như một lực lượng đột phá, thách thức các hệ thống tài chính truyền thống và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Những đồng tiền như Bitcoin, Ethereum và nhiều loại tiền mã hóa khác đã tạo ra một cuộc cách mạng trong cách chúng ta nghĩ về tiền tệ và tài chính. Các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu nhận ra tiềm năng to lớn của tiền mã hóa và đang tìm cách tận dụng nó để tạo ra lợi nhuận. Là nhà sáng lập website đầu tư kiếm tiền, tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh biến đổi của công nghệ này. Từ những ngày đầu tiên khi Bitcoin chỉ là một ý tưởng mới mẻ, đến nay, tiền mã hóa đã phát triển thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Tôi đã thấy cách mà công nghệ blockchain, nền tảng của tiền mã hóa, đã thay đổi cách chúng ta thực hiện các giao dịch, lưu trữ dữ liệu và thậm chí là cách chúng ta nghĩ về quyền sở hữu và giá trị. Tiền mã hóa cung cấp một cách thức phi tập trung, minh bạch và an toàn để quản lý và chuyển giao giá trị. Không giống như các hệ thống tài chính truyền thống, tiền mã hóa không phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức trung gian nào. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường tính bảo mật. Các giao dịch tiền mã hóa được ghi lại trên một sổ cái công khai, gọi là blockchain, giúp đảm bảo tính minh bạch và ngăn chặn gian lận. Tuy nhiên, với bất kỳ công nghệ mới nổi nào, cũng có một mức độ phức tạp nhất định. Tiền mã hóa không phải là ngoại lệ. Việc hiểu và sử dụng tiền mã hóa đòi hỏi một mức độ kiến thức và kỹ năng nhất định. Từ việc tạo ví tiền mã hóa, thực hiện các giao dịch, đến việc bảo vệ tài sản của bạn khỏi các mối đe dọa an ninh mạng, tất cả đều đòi hỏi sự cẩn trọng và hiểu biết. Điều quan trọng là phải tiếp cận thế giới tiền mã hóa với cả sự nhiệt tình và thận trọng. Mặc dù tiềm năng của tiền mã hóa là rất lớn, nhưng cũng có nhiều rủi ro liên quan. Thị trường tiền mã hóa có thể rất biến động và giá trị của các đồng tiền có thể thay đổi nhanh chóng. Do đó, việc đầu tư vào tiền mã hóa cần phải được thực hiện một cách cẩn thận và có kế hoạch. Bài viết này sẽ là kim chỉ nam giúp bạn điều hướng thế giới thú vị của tiền mã hóa. Từ những kiến thức cơ bản về Bitcoin đến những giới hạn mới của Metaverse và hơn thế nữa, chúng ta sẽ khám phá cách mà tiền mã hóa có thể được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Từ việc mua sắm trực tuyến, đầu tư, đến việc tham gia vào các dự án blockchain và Metaverse. Hãy cùng nhau khám phá và hiểu rõ hơn về thế giới tiền mã hóa đầy tiềm năng này. Hãy tưởng tượng một loại tiền tệ kỹ thuật số không bị kiểm soát bởi chính phủ, có thể được gửi qua biên giới ngay lập tức. Đây là một khái niệm mang tính cách mạng, thay đổi cách chúng ta nghĩ về tiền tệ và giao dịch tài chính. Không còn phải lo lắng về tỷ giá hối đoái hay phí chuyển tiền quốc tế, tiền mã hóa mang lại sự tự do tài chính chưa từng có. Đó chính là bản chất của tiền mã hóa. Nó không chỉ là một phương tiện trao đổi, mà còn là một công cụ để bảo vệ tài sản và đầu tư. Tiền mã hóa có thể được sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ hoặc giữ như một khoản đầu tư dài hạn. Bitcoin, loại tiền mã hóa đầu tiên và nổi tiếng nhất, được tạo ra vào năm 2019, được phát minh bởi một người hoặc nhóm người ẩn danh dưới tên Satoshi Nakamoto. Bitcoin đã mở ra một kỷ nguyên mới cho tài chính kỹ thuật số. Ban đầu, Bitcoin chỉ được biết đến trong một cộng đồng nhỏ của những người đam mê công nghệ, nhưng giờ đây nó đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Bitcoin hoạt động dựa trên công nghệ blockchain, một sổ cái phi tập trung và an toàn ghi lại tất cả các giao dịch. Blockchain không chỉ là nền tảng cho Bitcoin mà còn là công nghệ cốt lõi cho nhiều loại tiền mã hóa khác. Mỗi khối trong chuỗi chứa một số giao dịch và khi một khối mới được thêm vào, nó sẽ được liên kết với khối trước đó, tạo thành một chuỗi không thể thay đổi. Điều này loại bỏ sự cần thiết của các bên trung gian như ngân hàng, giúp giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn. Không còn phải chờ đợi nhiều ngày để giao dịch được xử lý. Blockchain cho phép các giao dịch diễn ra gần như ngay lập tức. Hơn nữa, phí giao dịch thường thấp hơn nhiều so với các phương thức truyền thống. Ethereum,
một loại tiền mã hóa phổ biến khác, vượt xa các giao dịch đơn giản được tạo ra bởi Vitalik Buterin vào năm 2015. Ethereum không chỉ là một loại tiền mã hóa mà còn là một nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung. Điều này mở ra một thế giới mới của các khả năng, từ các ứng dụng tài chính đến các trò chơi và mạng xã hội. Nó là một nền tảng để xây dựng các ứng dụng phi tập trung, cho phép các đổi mới như hợp đồng thông minh và tài chính phi tập trung hay DeFi. Hợp đồng thông minh là các chương trình tự động thực hiện các điều khoản của hợp đồng khi các điều kiện được đáp ứng, loại bỏ sự cần thiết của các bên trung gian. DeFi, mặt khác, là một hệ sinh thái tài chính mới, nơi các dịch vụ tài chính truyền thống như cho vay và vay mượn được thực hiện trên blockchain. Tuy nhiên, thị trường tiền mã hóa được biết đến với sự biến động, giá của các loại tiền mã hóa có thể thay đổi nhanh chóng và không thể đoán trước, tạo ra cả cơ hội và rủi ro cho các nhà đầu tư. Một ngày, giá có thể tăng vọt, mang lại lợi nhuận lớn, nhưng ngày hôm sau, nó có thể giảm mạnh, gây ra tổn thất đáng kể. Giá có thể dao động mạnh, mang đến cả cơ hội sinh lời và rủi ro thua lỗ. Đối với những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thị trường tiền mã hóa có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rõ về những rủi ro liên quan và không đầu tư nhiều hơn số tiền mà bạn có thể mất. Thị trường tiền mã hóa không dành cho những người yếu tim, nhưng đối với những người có kiến thức và sự kiên nhẫn, nó có thể là một cơ hội đầu tư hấp dẫn. Hãy tưởng tượng một thế giới nơi bạn có thể làm việc, vui chơi và giao lưu trong môi trường kỹ thuật số sống động. Trong thế giới này, bạn không chỉ là một người quan sát mà còn là một người tham gia tích cực, tương tác với những người khác thông qua các hình đại diện kỹ thuật số. Bạn có thể tham gia các cuộc họp, tổ chức sự kiện hoặc thậm chí là đi dạo trong một công viên ảo. Đó là lời hứa của Metaverse, một sự hội tụ của công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường. Metaverse không chỉ là một khái niệm mà là một thế giới mới đang dần hình thành, nơi mà ranh giới giữa thực và ảo trở nên mờ nhạt. Công nghệ này cho phép chúng ta trải nghiệm những điều mà trước đây chỉ có trong tưởng tượng. Tiền mã hóa đang đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của Metaverse, cho phép các giao dịch an toàn và minh bạch trong thế giới ảo này. Với tiền mã hóa, người dùng có thể mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ mà không cần đến các trung gian truyền thống. Điều này không chỉ làm tăng tính bảo mật mà còn giảm thiểu chi phí giao dịch. Người dùng có thể mua đất ảo, xây dựng tài sản kỹ thuật số và tạo ra những trải nghiệm độc đáo bằng cách sử dụng tiền mã hóa. Hãy tưởng tượng bạn có thể sở hữu một mảnh đất trong một thành phố ảo, xây dựng một ngôi nhà hoặc một doanh nghiệp và mời bạn bè đến thăm. Tất cả những điều này đều có thể thực hiện được trong Metaverse. Metaverse vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng tiềm năng của nó là rất lớn. Từ việc tạo ra các cơ hội kinh doanh mới, đến việc thay đổi cách chúng ta giao tiếp và tương tác, Metaverse hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi sâu rộng cho xã hội. Chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá những khả năng vô tận của thế giới ảo này, và tương lai của Metaverse chắc chắn sẽ rất thú vị và đầy hứa hẹn. Tài chính phi tập trung hay DeFi đang cách mạng hóa các dịch vụ tài chính truyền thống. Được xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain, các nền tảng DeFi cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm cho vay, vay mượn, giao dịch và đầu tư. Với DeFi, bạn kiểm soát tài sản của mình, không có bên trung gian và các giao dịch minh bạch và an toàn. DeFi đang mở ra cơ hội tài chính cho mọi người trên toàn thế giới, bất kể vị trí địa lý hay lịch sử tín dụng của họ. NFT hay token không thể thay thế là tài sản kỹ thuật số độc nhất, đại diện cho quyền sở hữu các mặt hàng kỹ thuật số hoặc vật chất. Không giống như tiền mã hóa, NFT không thể thay thế cho nhau. Chúng đang thay đổi cách chúng ta nghĩ về quyền sở hữu, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật số. Các nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà sáng tạo đang sử dụng NFT để kiếm tiền từ tác phẩm của họ và kết nối với khán giả của họ theo những cách mới. Web 3, Web 3 là phiên bản tiếp theo của Internet, được xây dựng dựa trên các nguyên tắc phi tập trung, minh bạch và quyền sở hữu của người dùng. Được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain, Web 3 mục đích nhằm mang đến cho người dùng quyền kiểm soát nhiều hơn đối với dữ liệu và trải nghiệm trực tuyến của họ.
Tiền mã hóa rất cần thiết cho tầm nhìn của Web3, Web3 cho phép các hình thức tương tác trực tuyến, tạo nội dung và trao đổi giá trị mới. Mặc dù Web3 vẫn đang được phát triển, nhưng tiềm năng định hình lại bối cảnh kỹ thuật số của nó là rất lớn. Đầu tư vào tiền mã hóa có thể mang lại lợi nhuận, nhưng cũng đầy rủi ro. Điều quan trọng là phải tiếp cận thị trường với một chiến lược kỹ lưỡng. Hãy bắt đầu bằng cách nghiên cứu kỹ lưỡng các loại tiền mã hóa khác nhau và hiểu rõ công nghệ cơ bản của chúng. Đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn để quản lý rủi ro và chỉ đầu tư số tiền bạn có thể chấp nhận mất. Hãy cảnh giác với những trò gian lận và những lời hứa làm giàu nhanh chóng. Thế giới tiền mã hóa liên tục phát triển. Các dự án, xu hướng và quy định mới xuất hiện thường xuyên. Cập nhật thông tin là chìa khóa để điều hướng bối cảnh năng động này. Theo dõi các nguồn tin tức tiền mã hóa uy tín, tham gia với cộng đồng và tiếp tục học hỏi. Bạn càng biết nhiều, bạn càng được trang bị tốt hơn để đưa ra quyết định sáng suốt. Tiền mã hóa không chỉ là một cơ hội đầu tư, nó là một công nghệ mang tính biến đổi với tiềm năng định hình lại thế giới của chúng ta. Tôi khuyến khích bạn đào sâu hơn vào các khái niệm được thảo luận trong video này, thảo luận chúng với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của bạn, chia sẻ suy nghĩ của bạn, đặt câu hỏi và trở thành một phần của cuộc trò chuyện. Tương lai của tài chính là phi tập trung và đã đến lúc tất cả chúng ta hiểu điều đó có nghĩa là gì. Trong